Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nhé. Thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người một cái dòng sản phẩm, một cái phiên bản mới của cốm trí não, đó chính là cốm trí não Z-Brain Gold. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nó nhân 3 lên cái hiệu quả và cái công dụng so với cốm trí não thông thường. Thì những anh chị nào đã sử dụng những cái cốm trí não Z-Brain thường ấy, thì cho con trẻ nhà mình thì chúng ta đã biết là nó rất là hiệu quả, đúng không? Còn bây giờ thì công ty ra một cái phiên bản cao cấp hơn, đó chính là cốm trí não Z-Brain Gold. Đấy, giúp nhân đôi những cái, nhân 3 lần những cái công dụng, những cái tác dụng và những cái thành phần giúp trí não phát triển, giúp phát triển trí não cho bé tốt hơn nữa. Thì hôm nay thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ review chi tiết cho mọi người xem nhé. Và để có thể nhận thêm những cái thông tin về sản phẩm mới thì mọi người hãy đăng ký kênh và lưu lại cái số điện thoại hotline, đó chính là số 0899 929 2333, để được tư vấn khi mà cần thiết nhé. Thì đây chính là hai cái hộp Z-Brain Gold còn nguyên nhé. Còn cái hộp này là cái hộp mình đang bóc ra cho người nhà mình dùng đó, mình có mua về được vài hộp để mình bóc ra cho mọi người dùng. Đây chính là cái hộp này, phía trong này nó sẽ có là mỗi từng gói như thế này này mọi người đó. Thì đây chính là cái gói Z-Brain Gold nhé. Mỗi một lần nó gói nhỏ nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó rất hiệu quả. Và trong cái hộp này nó có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa mọi người ạ. Đây Z-Brain Gold này đó, thì chúng ta hãy nhìn vào cái hàm lượng của cái Z-Brain Gold mới nhé. Đây ví dụ như thành phần mỗi 3g cốm có chứa này, tảo chiết xuất tảo spirulina 200mg này, stringer chiết xuất nấm men 150mg này, dry N3DHA 11D là 100mg này, L-lysine 100mg này đó, Orafi 95 này, bột yến mạch này, chiết xuất quả óc chó này. Đó, rất là nhiều những cái hàm lượng chất dinh dưỡng khác như là vitamin B1, B6 này, vitamin EA này. Đó, trong mỗi một cái 3g như thế nó chứa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng nhé. Và cái công dụng của cái cốm Z-Brain mới này á, thì nó sẽ giúp bổ sung DHA, kẽm và một số vitamin cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ cải thiện chức năng của não bộ rất là tốt. Và đối tượng sử dụng là những cái trẻ em đang trong độ tuổi phát triển, trẻ biếng ăn, kém hấp thu, tiêu hóa kém, gầy yếu, suy dinh dưỡng, những người mà hay ốm hoặc thường xuyên các cái vấn đề về về đường hô hấp do cái sức đề kháng kém đấy. Đây, đây chính là cái gói Z-Brain Gold này. Đó, một cái gói xinh xinh như thế này thôi nhưng mà nó rất hiệu quả mọi người nhé. Một cái hộp như thế này á là nó sẽ có 30 gói. Đấy, mỗi gói nhỏ như thế này nó sẽ là 3g, nó chứa trong hai cái bịch như thế này, chưa ạ? Đó, thì cái sản phẩm này ấy, thì đối với những bé mà dưới 2 tuổi thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi dùng. Và trên 2 tuổi thì chúng ta sẽ uống một gói 3g một lần một ngày. Đấy, chúng ta pha một gói 3g Z-Brain Gold với 30-40ml nước ấm mà khuấy đều trước khi uống, rất đơn giản nhé. Xé ra là pha uống thôi. Và cái thông tin về trách nhiệm chất lượng sản phẩm, đó chính là công ty cổ phần Grand Nutrition đó, và sản xuất tại công ty Medistar Việt Nam. Đó chính là một số những thông tin mình trao đổi nhanh với mọi người về cái cốm Z-Brain Gold này. Đấy, thì cái Z-Brain Gold này á, như cái nó là cái sản phẩm chăm sóc não bộ chuyên sâu mọi người nhá. Đấy, và với rất là nhiều những cái lợi ích. Và cái sản phẩm này thì nó là tập trung cải tiến và cái hàm lượng tạo xoắn spirulina gấp 1,5 lần. Đấy, và cái hàm lượng DHA có trong Z-Brain Gold nó cao gấp 2 lần so với Z-Brain thường. Và cái hiệu quả tổng quát của nó thì được đánh giá là gấp 3 lần. Đấy, thành phần dinh dưỡng đặc biệt là chiết xuất nấm men, hỗ trợ hệ tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng và giúp trẻ ăn ngon miệng. Đấy, với hương cam rất là tươi mới. Cái Z-Brain thường thì nó không phải là cái hương cam đâu, nó hương thường thôi. Đây, cái Z-Brain Gold này cái màu của nó hơi vàng vàng đúng không? Tức là biểu hiện cho cái vị cam đấy. Và mọi người lưu ý nhá, ở trên cái hộp này thì nó cũng có ghi rất là rõ những cái một số những cái nguyên liệu rất là tốt cho sức khỏe của trẻ, ví dụ như là spirulina powder N import from Mỹ nhá, America. Đó, và cái thành phần thứ hai nữa là DHA thì nhập khẩu từ Denmark. Đó, và nó sẽ giúp mà phát triển cái chức năng của não bộ rất là hiệu quả và cải thiện cái sự tập trung rất là tốt luôn. Và cái sản phẩm này á là đạt chuẩn FDA rồi nhá. Đây là cái dòng phiên bản cao cấp mọi người nhá. Đấy, cái công dụng thành phần hướng dẫn sử dụng trên hộp thì nãy mình có ghi rất là rõ rồi. Đấy, mặt đáy của sản phẩm thì nó có dán cái tem của Medistar này, là cái đơn vị sản xuất ra cái sản phẩm này. Đó. Đấy, ở trên mặt bên của sản phẩm thì nó ghi rất rõ đối tượng sử dụng nhé. Đó là những cái trẻ em mà đang trong độ tuổi phát triển, trẻ biếng ăn, kém hấp thu, tiêu hóa kém, gầy yếu, suy dinh dưỡng, bé hay bị ốm
hoặc thường xuyên mắc các vấn đề về đường hô hấp như nãy mình cũng có nói rất rõ rồi. Và cái đây là có mã vạch và mã QR code để chúng ta kiểm tra hàng chính hãng nhé. Thì khi lấy hàng về thì chúng ta kiểm tra như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ hãy nhìn cái cốm Gbrand hàng chính hãng của công ty thì nó rất là bóng bẩy và sắc nét như thế này đúng không? Đó, nó rất là bóng bẩy, mình nhìn nó rất là chắc chắn như thế này. Và ở trên cái hộp nó có một cái tem nhé. Cái tem này là tem chống hàng giả của công ty Grand Nutrition mọi người ạ. Đây. Đó, và công ty cũng có hướng dẫn là chúng ta có thể quét mã QR code bằng app Vietcheck để chúng ta kiểm tra nhé. Hoặc là đơn giản hơn thì ở đây nó có mã vạch mà mã QR code. Thì thường cái phần mềm thông dụng mà chúng ta hay sử dụng đây chính là phần mềm iCheck nhé mọi người. Đây, iCheck đây chúng ta nhấp vào. Đó, sau đấy chúng ta đưa vào chúng ta quét. Rất là đơn giản luôn. Chúng ta đưa vào chúng ta quét nhé. Đấy, đưa vào đó thì nó sẽ thể hiện là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Đấy, thì đơn giản như thế thôi là chúng ta sẽ kiểm tra được hàng thật hay là hàng giả. Còn cái gói phía trong mình cũng cho mọi người xem luôn rồi đấy, nó nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà dùng rất tốt nhé, dùng rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Đây, cho mọi người zoom kỹ cho mọi người xem cái gói của nó này. Đó, Gbrand Gold. Đó, thiết kế rất đẹp đúng không, mình rất thích cái thiết kế của bên Gbrand này. Đó, và đây chịu trách nhiệm này, đó. Và trên hộp có ghi một rõ những cái một số những cái chú ý nhé. Sản phẩm này nó không phải, nó chỉ là sản phẩm hỗ trợ thôi, nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu. Đấy, cái bảng thành phần cũng ghi rõ trên sản phẩm này, đó. Đó. Đấy, cái sản phẩm này giúp phát triển não bộ cực kỳ tốt luôn ý. Chúng ta nên sử dụng để cho các bé phát triển, và đặc biệt là các bé trong cái độ tuổi phát triển thì chúng ta cho con mình dùng thì các bé sẽ rất là tốt mọi người nhé. Đấy, thì đây chính là một cái phiên bản cao cấp của cái cốm trí não Gbrand. Đó, cho nên là chúng ta có thể là tìm hiểu, nếu mà anh chị nào có điều kiện thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này, thì cái hàm lượng nó cao hơn, không phải là Gbrand thường là đã rất là tốt rồi. Đấy, và cái đây là cái sản phẩm chuyên biệt và cái chuyên sâu hơn nữa là Gbrand Gold. Giá thành thì nó cao hơn một tí nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không chênh lệch quá nhiều đâu, nên nếu mà chúng ta có điều kiện ấy thì chúng ta nên tìm hiểu qua cái sản phẩm Gbrand Gold này mọi người nhé, để mình coi cái giá của nó bao nhiêu nhé. Mình nhớ không nhầm nó là 690, đắt hơn cái Gbrand thường có 590 rồi. À, có 100.000 thôi, nhưng mà cái hàm lượng của nó gấp 3 lần thì mình nghĩ là nên đầu tư cái sản phẩm này nó sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn tất cả các chị em và các bạn, các anh chị đã quan tâm đến cái video này. Và nếu cảm thấy video này hay và có ý nghĩa thì các anh chị hãy like, share video để cho nhiều người biết về cái sản phẩm này nhé. Và hãy lưu lại cái số điện thoại là 0899 92 9233 để được tư vấn kỹ hơn trong những trường hợp mà cần tư vấn cần thiết kỹ hơn về cái sản phẩm này. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày nhé. Xin chào mọi người.